Ok, xin chào 500 em. Đố anh em biết hôm nay Thắng mặc áo màu vàng. Và hôm nay Thắng sẽ chơi cái tựa game gì nhờ? Kiểu gì có nhiều bạn đoán được ra đấy. So baby yellow, hôm nay Thắng sẽ đi chăm sóc một cái em bé, gọi là em bé vàng. Trời ơi, mà không hiểu sao đi chăm sóc trẻ mà nhà cửa bật điện tắt điện tối thế này chăm sóc cái gì mà người ta rất là lạ luôn nhá. Người ta chỉ cần Thắng chăm sóc vào ban đêm thôi, không cần chăm sóc vào ban ngày. Thôi rồi gì thì bây giờ đang dịch Covid thì kiếm thêm ít tiền chứ suy nghĩ nhiều làm gì các bạn nhỉ. Thôi cần phải bắt tay đi chăm sóc em bé này mà không biết em bé đâu mua rồi ta. Vừa mới mở cửa cái ngôi nhà này ra là đã biết là một ngày mệt mỏi sắp sửa ập tới bản thân của mình rồi. Ấm khoái nó ập tới lơi rồi còn sắp sửa cái gì nữa. Để xem là cái em bé ngày hôm nay của chúng ta có đáng yêu cô ta không nào. Ôi giời ơi, em bé này, trời ơi, hay gọi là cậu nhóc đi ta. Gọi em bé thì nó hơi bị bé quá, gọi là cậu nhóc đi. Bởi vì là cái cậu nhóc này nó rất là thông minh chứ không phải như em bé bình thường đâu. Tại vì mặc áo màu vàng, đi tất màu vàng và đeo cái đôi găng tay màu vàng lên là người ta gọi là cái cậu bé yellow, tức là cậu bé màu vàng đó. Trời ơi, mà cậu ta có hai cái đôi mắt to như hai quả nho, hai quả nho lo bé to như hai quả bồng. Trời ơi, chắc là bạn này nhìn xa lắm nè. Oh, nhìn cái gì mà nhìn, tao không phải là mẹ mày đâu, tao chỉ là bà vú sữa rồi. Mày nhìn cái gì mà nhìn, mày mà không mà tao tét đít luôn đấy. Ui, các bạn ơi, thấy không, mình mới vô nhà thôi mà nó làm như nó quen lắm rồi đấy. Mình đi sang bên phải nó nhìn sang bên phải, mình đi sang bên trái nó nhìn sang bên trái. Nói chung là bây giờ mình ngồi đây ta phải đi khám phá cái ngôi nhà của tao đã đấy. Bây giờ các bạn bây giờ phải thuộc hết map cái ngôi nhà thì mới chăm sóc được cái em bé chứ. Đó, kiếm tiền vất vả lắm. Các bạn nào mà thấy nhà thì các bạn cứ vào chơi game này mà chơi, có biết vất vả được không. Rồi, hình như là ngôi nhà này có hai tầng nè. Trong này là phòng này, phòng này là phòng... Ôi ơi, phòng này là phòng vệ sinh đây. Trời ơi, xịn xò con bò phết đây. Bây giờ chúng ta lên tầng 2 xem nào. Như là đây là bản đồ. Ui, oh my god các bạn ơi. Oh my god, các bạn nhìn kỹ kìa. Vừa có cái mặt của tên nào nhìn trong cái bức tranh này ra nhìn mình này. Nào mày giỏi mày sao mày. Hello, chào anh em một câu đấy. Đường đường chính chính. Ôi trời đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Chính đấy, đường đường chính chính như thế thì ai bảo gì là cứ long long láo là sao cứ từng dọa đến mình nha. Sợ quái gì, bây giờ chúng ta lên tầng 2 thôi. Trời ơi, toàn những bức tranh kiểu nhìn biển dã man con ngan luôn. Phòng này, mở cái phòng này ra. Mở, tít tít. Phòng này hình như không có ai sao các bạn ơi. Rồi đi sang phòng khác đi. Phòng này cũng bị khóa luôn này. Khóa thì mở kiểu gì ta. Rồi đi sang phòng thứ 3. Phòng thứ 3, ok. Uầy, phòng này không bị khóa luôn. À, phòng này là phòng ngủ đây. Ê, cái cậu bé mắt to lại. Chợ, mắt to bởi vì là nhìn mặt trăng nhiều nè. Nhìn sao nhiều, trên này nhiều nè. Ôi giời ơi. Xem nào, cái nhiệm vụ ngày hôm nay là tất nhiên chúng ta phải cho nó ăn rồi. Nhưng mà nó chưa đói sao ấy. Nó chưa đói thì cho ăn kiểu gì thôi. Bây giờ mình phải đi tìm cái tủ lạnh ở đâu, cái sữa ở đâu bên đây. En, cửa này có mà, ui, cửa này cũng khóa rồi. Gì mà làm bà vú sữa cứ làm như mình đi tù mà ăn cái cửa lão cũng bị khóa. Ôi, cái tủ lạnh đâu. Ồ, không biết cái tủ lạnh ở trong cái ngôi nhà đây rồi. Đây có cái cửa này, mở nó ra. Trời ơi, đây là cái căn bếp này. Oh my god, xem nào có thức ăn gì dành cho mình không. Ẩm quý đất, dành cho cái cậu nhóc hay không nhỏ mình. Ủa, đây 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 đấy. Ui giời ơi, sao có lò lướng mà không lướng cái gì ta. Đóng vào bên dưới. Bên dưới chả có cái quái gì luôn. Ôi, đừng có bảo cái ngôi nhà này không có thức ăn thì làm sao mà nuôi được cậu ta. Mở cửa ra. Uầy, đây đây đây, đây có một cái lọ sữa duy nhất đây. Chẳng lẽ mình lại múc bây giờ. Thôi thôi, bây giờ nhiệm vụ là phải cho nó mút này. Ê cụ, há mồm ra, anh đút mồm cho. Ê cụ, anh mà mày há mồm ra chứ mày không mở mắt ra này cái gì. Nào. Ê, mày có thể mày cười đáng yêu hơn được một chút xíu được không? Chứ mày cười này là tao chạy mất dép luôn. Ôi trời. Thì ra là nó quýnh giấm nè. Mà không phải nó quýnh giấm đâu mà nó ý đụn ra rồi các bạn. Yeah! Các bạn ơi, các bạn đi thay tã giúp thằng đấy. Khổ nhất là cái công đoạn này, đi thay tã vất vả này. Trời ơi, bây giờ phải mang nó vào nhà tắm đây hay là mang vào nhà bếp. Trời ơi, mày đừng có lắc mày lắc cả tao chóng hết cả mặt luôn. Bây giờ đặt nó lên đây. Nào, mày sẽ ngồi xuống đây. À quên, gọi là em nói em sẽ ngồi xuống đây đấy, phải lịch sự không à, người ta trừ hết tiền lương của mình. Bây giờ là Thắng sẽ đi lấy cây giấy, Thắng lau đít. Trời ơi,
người ta không cho lau đít này, người ta cho thạch thạch á, có cái tã luôn, hay quá xịn sò. Tưởng gì mấy cái trò này mình chơi nhiều rồi, thay tã mình thì được. Rồi em ơi, có cần phải... Ôi, trời ơi, đồ, oh my god, đồ ơi. Ê, oh my god, mày chạy đi đâu, tao uýnh giờ, tao tiết đít bây giờ, lăm sướng là phải lăm sướng. Trời ơi các bạn ơi, đặt đây. Vơ, đặt đâu trên này xuống, nó ngoéo phát đi. Mấy chim cái xấu. Chạy cái gì mà chạy, bực mình thật. Trời ơi, nó chuẩn bị nó khóc xạo ấy. Nằm im đây nha, nằm xuống. Em xuống mà thay tã xong cho em thì em mới được bước đi, phải không? Ui ôi, cái gì mà cứ dính đầy chân gạo. Mặc vào. Bảo rơi. Em có thể cười. Đáng yêu một chút xíu cho anh được không? Ok, thay tã xong chắc chắn là nó sẽ bơn ngủ. Bây giờ mình sẽ cho nó đi ngủ đi, đi ngủ. Đi ngủ hả nha, ngủ nha. Không được chơi đùa chứ rồi tôi quánh đít cho. Trời ơi, cái gương mặt trong bức tranh này. Bảo đi ngủ cứ nhìn nhìn cái gì mà. Em có thể làm cái gương mặt này. Em buồn ngủ. Em giúp mặt được không? Như thế để cho anh, cho đại ca anh kiếm được mấy nhiều tiền. Rồi làm xuống em ơi. Làm im nha. Rồi tắt điện nè. Tắt điện. Tắt điện đi, ok. Nhắm mắt vào, ô khổ quá, buồn cười nhè. Bảo đi ngủ mà cứ mắt cứ chó thì ngủ cái gì mà ngủ. Đóng cửa. Ok, xong, bây giờ người ta bảo thằng đi xem television. Bây giờ mẹ, khoảnh khắc thời gian mình thư giãn đấy. Sang gặp bé nào cũng ngoan như này thì tốt biết bao nhiêu, không phải lo nhiều. Rồi, xem tivi thôi anh em ơi. Tivi hôm nay xem có chương trình gì ta. Ngồi xuống nào. Đây, ngồi xuống, ok. Thật là thoải mái. Bật kênh VTV 24 hay VTV 1 đây. Còn chưa cả giờ được kênh mà nó đã khóc rồi. Thế này thì làm ăn cái gì. Chán quá đây anh em ơi. Cái điệu mà cho lên giường rồi lại khóc thế này, chắc chắn là ỉa đùn ra quần hoặc là đãi dấm ra quần ấy mà. Cái này ngày xưa mình bé mình lớn mình trải qua rồi nên là mình biết ngay. Trời ơi quá đâu rồi. Rõ ràng là mình thả cái em bé đó rồi đấy mà. Trời ơi, cái cậu nhóc kia. Oh my god, chắc là lại bò đi đâu rồi. Trời ơi, thấy chưa quả này. Trông chả vất vả quá đây. Bên này à, bên này cửa có mở đâu mà vào được. Bên này cửa nó cũng có mở đâu mà vào được. Ui giời ơi, rõ ràng mình vừa đi qua đây xong mà không thấy, thế mà lên phòng lại thấy luôn. Trời ơi, khóc cái quái gì mà khóc. À, nó thích thắng cù ly nè. Nào, cù ly nè, nè, nó thích trêu đùa nè, được rồi. Nào, bây giờ trêu đùa nhá, để lên sofa này cho mày. Đó, làm xuống, đấy, rồi, bên này nhá. Làm xuống. Quay cái kéo trên trêu đùa nó sướng ấy. Làm tiếp, đấy, làm tiếp. Rồi, thôi cho mày đi ngủ nhá. Take baby to bed. Trời ơi, đi ngủ nào. Ôi, mắt của nó vừa khóc xong này đã. Bây giờ nhìn nó mới đáng yêu gì. Trời ơi, lúc chưa ăn uống nó cười sợ. Nào, làm xuống em ơi. Làm xuống, ok luôn. Ok, ra tắt điện nhá. Rõ ràng lúc đầu mình tắt điện rồi mà sao bây giờ lại tắt điện phát lửa hả? Nó tự bật điện đấy à? Đóng cửa. Rồi, cảnh cáo lần cuối. Em không được phá giấc của anh. Anh đang xem television. Anh phải xem trận World Cup Euro. Rồi anh em nè, đang dò kênh. Chưa cả dò được kênh nào ấy. Mày để im. Phát nè, anh dò kênh sau nữa. Ôi cậu ơi, sang ngày thứ hai rồi, thằng đã qua được level thứ nhất rồi. Ôi giời ơi, cảm giác phê quá. Mỗi ngày cứ tính 1 triệu đồng đấy. Trong đủ 5 ngày được 5 triệu rồi. Làm 5 ngày tiêu cả tháng, quá là sướng luôn. Ê, loại tù ngày thứ hai, đêm thứ hai. Thôi ôi, mà người ta chỉ thuê trẻ trong ăn đêm, người ta không thuê ban ngày. Rồi, thôi lên bé nó xuống cho nó ăn phát nhè. Mà từ mình phải múc sữa đã, mà cho nó ngồi đã thì mới múc sữa ra được. Ok, đánh thức cho nó dậy cái nào. Mở cửa. Ui mày có, trời ơi, cái gì đấy, trời ơi, rõ ràng tối qua mình trong lòng ngàn năm nó quá. Trời ơi, chắc lại bò đi đâu rồi. Mấy cái cửa này không mở thì nó không bò được sang đâu. Kiểu gì ở trong bếp. Mở cửa bếp ra xem nào. Không thấy ai luôn, đừng có bảo là ngồi trong tủ lạnh nhá. Không phải anh em ơi, nó không ngồi trong tủ lạnh. Ở trong nhà tắm. Oh my god. What, trời ơi, nó ở đâu rồi.
Thì ra nó ngồi xem, trời ơi sao mới ngồi đi. Không, trời ơi. Đúng là bọn trẻ con khác khiếp. Đi không biết một cái gì luôn, sợ quá đi. Thôi mình lấy sữa, mình ngồi đây. Lần sau ngồi đấy, đi tìm là phải khóc lên đấy. Cái lúc cần khóc thì không khóc, cái lúc đi tìm nhặng hết cái đít lên thì khóc. Này, để có mấy cái quả gì đây, quả này này không ăn được đây. Nó không ăn được mà mình không ăn được. Mẹ cho nó hốc sữa này. Cuộc đời sao lại đóng cửa thế này, đóng cửa này thì... Ôi giời ơi, đóng cửa này thì... Oh my god. À, cánh cửa tự động phải bật đèn lên thì nó... Nhưng mà ai tắt đèn của mình ta? Ai tắt đèn của mình ta? Có thêm cái chìa khóa màu vàng này các bạn ơi. Rồi, thắng xin xem là chìa khóa màu vàng này. Để mở cái cánh cửa nào. Đây, hốc sữa đi bé ơi, đó. Hốc sữa đi. Rồi, nó lại trending tắc này, cái gì đi. Trời ơi, nó lại bồn đi tè này. Được rồi, ok. Đấy. Công việc hàng ngày hôm nào cũng giống nào, cứ cho ăn xong rồi đi tắm rồi thay vệ sinh là được cái đầy khéo nha. Kiểu gì là nó cũng lại mình sẽ lướt bắt phát là mình không để phát là nó đi nhá. Nó ngồi đấy nhá, nó ngồi đấy nhá. Ờ thằng quẹt thằng lấy cái ta. Wow. Trời ơi sao cái tai mày bay thế kia. Quay. Trời ơi. Nó trong phòng này à? Quái gì vậy? Sao tiện cái ta biết bay vậy? Oh my god. Uầy, cái này là cái gì đấy? Uầy. Mà không nhặt được lên chỗ như kiểu là cái cung tên hay cái bút gì tối này. Tôi đi thay tạ đã. Ôi thầy ơi, cái ngôi nhà nó nhiều biển quá nha bơi tôi. Không biết là cái cậu nhóc kia là có chỗ. Cậu nhóc kia là không đi linh tinh nhưng mà cái tạ nó đi linh tinh. Đó, nó vẫn ngồi trong này luôn. Này, mặc vào cuôi. Sạch luôn. Bây giờ nó lại thèm đi ngủ này. Rồi. Làm cái bà vô sức. Cái gì đấy? Oh my god, các bạn ơi, mình vừa bế cái tay xong tiên nó ngồi phát ở đầu kia rồi mắt nó đỏ lại. Ôi trời ơi, mày định dọa anh à, anh không sợ đâu. Rồi, anh đã can đảm đến cái ngôi nhà này thì anh sợ quá ấy gì. Ngủ thôi em ơi, ngủ, phát đây là ngủ, mình ngủ thật nhá, đừng có lằng nhằng nhiều, anh tắt đi ngay, bây giờ. Ôi trời ơi, nó lại thèm đùa này các bạn này. Ôi, nó lại thèm mình bế lên, mình đặt nó xuống, đấy. Mình đặt nó xuống rồi, ok, nó không thèm mình bế nữa. Rồi, tắt điện thôi, nè. Kiếm tiền nó hơi bị dễ dàng đấy các bạn ơi. Nhưng mà lúc nào là, nhưng có nhiều lúc nó cũng khó khăn. À, ok. Bây giờ lại đi xem TV thôi đấy. Vòng quanh tuần hoàn cái ngôi nhà là chỉ thế thôi. Nhưng mà có cái chìa khóa này, tìm đi ấy. Chìa khóa này để mở cái kênh cửa chính này phải không? Không phải đâu. Không phải luôn. Chắc là mở một trong hai cái căn phòng kia này. À, đây, đúng rồi. Mở cái căn phòng này này, trời ơi. Đúng rồi. Oh my god. Trời ơi, sinh nhật của ai đây? À, nhưng mà hết mất cái thời lượng video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Nên là thôi phải kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Goodbye.